Xin chào anh em nha. Nay Hoàng lên sóng cho anh em mình chiếc xe máy điện nha anh em. Của hãng VinFast anh em ơi. Xe máy điện. Xe đi lướt mới mấy ngàn cây km nha anh em. Để mình quay một vòng cho anh em xem ha. Biển số 67C189507. Xe này nếu mà mua mới là nó bằng giá với con vi sành đó anh em. Xe này cũng mới gấp nha anh em. 2022 nha. Mà hơi mới quay gỗ quá cho anh em xem cái này được nha. Bị vi phạm. Rồi, có chứng minh ngay chủ nha anh em. Đó, xe máy điện. Này được một sạc nha anh em. Này để mình đi đường mình sạc. Sạc tại nhà nha. À, anh chị em mấy chị em nào mà đi chợ đưa con đi học là rất là ok nha nè. Tám ngàn 895 km nha nè. Xe hàng lướt nha. Chị em nào mà có ý định muốn sở hữu một con VinFast xe máy điện thì mình có thể là xem con này ha. Tham khảo nha, giá rất là hời luôn ha. Mua mới là tầm 35-37 triệu nha, ra tên luôn. Thì con này chưa được nửa giá luôn anh em ạ. Xe nguyên zin hết nha, chưa có đụng chạm gì hết nha nè. Chưa có qua xử lý dặm cốt gì hết luôn. Áo thì được chủ dán keo, ni lông nguyên chiếc nha. Thì xe này mình bán giá là 16 triệu nha anh em ơi. Anh em mà mua cho bà xã mình đi chợ đưa con đi học ha, rất là ok luôn nha, không cần đổ xăng luôn, Vivo nha. Xe này là xe máy điện nha anh em, chứ không phải là xe đạp điện nha. Anh em lưu ý giùm mình nha, xe máy điện. Có cà quẹt, có sang tên đặt cho anh em ok hết nha. Thì giá 16 triệu là mình chưa tính tiền phí sang tên nha anh em. Anh em nào thì mua thì muốn sang tên thì mình hỗ trợ thôi. Tiền phí anh em chịu nha. Ngoại hình thì còn khá là ok, 90% nha anh em, 90-95% luôn, tại không có lỗi gì hết anh em ơi. Xe bánh cốt còn chưa tháo hết nè, xe đi lướt mới mấy ngàn km thôi, đợt 2022. Rồi chị em nào quan tâm này thì cứ alo với mình hoặc đến trực tiếp cửa hàng mình gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành, An Giang để xem xe kỹ hơn nha. Thì cửa hàng mình có hỗ trợ trao đổi xe nè và hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha. Rồi anh chị em mình cho Hoàng xin một follow một đêm á để mình theo dõi những video mới nhất nha nè. Anh em nào ở xa mình hỗ trợ ship luôn. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp anh em mình ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.